Xin chào anh chị đã quay trở lại với kênh Chứng khoán TV AZFIN Việt Nam trong series Đọc sách cùng AZFIN. Trong video hôm nay, AZFIN tiếp tục gửi tới quý anh chị chương 15, 16, 17 của cuốn sách kinh điển về đầu tư, Nhà đầu tư thông minh của tác giả Benjamin Graham. Chương 15, lựa chọn chứng khoán với nhà đầu tư mạnh bạo. Chương 15 của Nhà đầu tư thông minh tập trung vào việc lựa chọn chứng khoán cho các nhà đầu tư mạnh bạo, tức những người sẵn sàng chấp nhận rủi ro cao hơn để đạt được lợi nhuận lớn hơn so với trung bình thị trường. Tính khó khăn của việc lựa chọn chứng khoán vượt trội, Graham nhấn mạnh rằng đạt được kết quả lợi nhuận trung bình như kết quả tương đương với Dow Jones không đòi hỏi một năng lực đặc biệt nào. Điều này có thể đạt được chỉ bằng việc sao chép một danh mục đầu tư giống với chỉ số Dow Jones hoặc tương tự. Tuy nhiên, việc tìm kiếm kết quả vượt trội so với trung bình lại rất khó khăn, ngay cả đối với các quỹ đầu tư lớn với đội ngũ chuyên gia phân tích tài chính hàng đầu. Mặc dù các quỹ này có nguồn lực để nghiên cứu kỹ lưỡng, phần lớn vẫn không thể vượt qua được các chỉ số thị trường như S&P 500 trong thời gian dài. Một loạt nghiên cứu cho thấy rằng danh mục đầu tư ngẫu nhiên từ các cổ phiếu niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York thường cho kết quả tốt hơn so với các quỹ tương hỗ, đặc biệt là trong các danh mục đầu tư có mức rủi ro thấp và trung bình. Điều này cho thấy việc đạt được kết quả vượt trội so với thị trường là vô cùng khó khăn. Lý do khó thành công trong việc chọn chứng khoán. Graham giải thích rằng thị trường chứng khoán hiện tại đã phản ánh gần như tất cả các thông tin quan trọng về kết quả hoạt động của công ty trong quá khứ và hiện tại, cũng như kỳ vọng hợp lý về tương lai. Do đó, các biến động giá của cổ phiếu sau đó thường là do các sự kiện hoặc thông tin mới mà rất khó dự đoán trước. Các nhà phân tích chứng khoán có thể có kiến thức và kỹ năng rất cao, nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ thành công trong việc dự đoán các sự kiện mới và các biến động giá cổ phiếu. Vì tất cả thông tin đã được thị trường phản ánh, những người tham gia thị trường với khả năng tương đương nhau sẽ cạnh tranh trên một sân chơi gần như bằng nhau, làm cho việc tạo ra một lợi thế vượt trội trở nên khó khăn hơn. Graham so sánh công việc của các nhà phân tích chứng khoán với một cuộc thi đánh bài. Mọi người đều có kỹ năng tương đương nhau và người thắng có thể phụ thuộc nhiều vào may mắn hơn là kỹ năng vượt trội. Thị trường chứng khoán với số lượng lớn các nhà phân tích làm việc cùng nhau sẽ phản ánh giá trị thực của cổ phiếu thông qua sự đồng thuận của các ý kiến, làm giảm cơ hội tìm kiếm sự khác biệt. Hai cách tiếp cận sai lầm của các nhà đầu tư. Cách tiếp cận sai lầm đầu tiên là các nhà phân tích chỉ tập trung vào những ngành công nghiệp có triển vọng tăng trưởng mạnh nhất và các công ty có quản lý xuất sắc, bất kể giá cổ phiếu của họ có cao đến mức nào. Điều này dựa trên giả định rằng các công ty tốt sẽ tiếp tục tăng trưởng mãi mãi, nhưng thực tế là rất ít công ty có thể duy trì được tăng trưởng cao liên tục trong thời gian dài. Cách tiếp cận sai lầm thứ hai là tránh xa các công ty và ngành công nghiệp kém hấp dẫn hơn, ngay cả khi giá cổ phiếu của chúng rất thấp. Thực tế, nhiều công ty có thể phục hồi sau các giai đoạn khó khăn và việc mua vào các cổ phiếu khi giá thấp có thể mang lại cơ hội đầu tư tốt nếu sự phục hồi xảy ra. Thực tế về lịch sử của các công ty cho thấy rằng chúng thường trải qua các giai đoạn thăng trầm, không phải lúc nào cũng liên tục tăng trưởng hoặc suy thoái. Các biến động trong kết quả kinh doanh thường là do chu kỳ kinh tế hoặc thay đổi trong quản lý. Phương pháp Graham Newman. Graham mô tả các loại hoạt động chính mà công ty của ông Graham Newman đã thực hiện từ năm 1926 đến năm 1956. Kinh doanh chênh lệch giá, arbitrage, mua chứng khoán của một công ty và đồng thời bán chứng khoán khác trong quá trình tái tổ chức, sáp nhập hoặc kế hoạch tương tự. Công ty Graham Newman nhắm đến lợi nhuận dự kiến 20% mỗi năm và tỷ lệ thành công 4/5. Thanh lý tài sản. Mua cổ phiếu của các công ty đang thanh lý tài sản với mục tiêu nhận các khoản tiền mặt khi tài sản được bán. Lợi nhuận kỳ vọng từ các hoạt động này cũng rất cao. Phòng vệ liên quan. Mua trái phiếu chuyển đổi hoặc các cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi và bán cổ phiếu thường liên quan. Mục tiêu là tận dụng chênh lệch giá giữa hai loại chứng khoán. Chứng khoán giá rẻ, bargain issue. Graham đặc biệt nhắm đến việc mua cổ phiếu của các công ty có giá thấp hơn giá trị tài sản ròng hiện tại của họ, thường được gọi là chứng khoán giá hời. Phân loại và phương pháp lựa chọn chứng khoán giá hời. Graham đề xuất rằng các nhà đầu tư mạnh bạo nên tìm kiếm các cổ phiếu đang bị thị trường đánh giá thấp, đặc biệt là những cổ phiếu có giá trị thấp hơn giá trị tài sản ròng hoặc giá trị vốn lưu động của công ty. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đa dạng hóa danh mục đầu tư để giảm rủi ro. Ông khuyến nghị việc sử dụng các tiêu chí cơ bản như tình hình tài chính tốt, không có thâm hụt trong 5 năm gần đây, có lịch sử trả cổ tức và có giá trị tài sản ròng cao hơn giá cổ phiếu. Những cổ phiếu đáp ứng các tiêu chí này có thể mang lại lợi nhuận đáng kể cho các nhà đầu tư trong dài hạn. Lựa chọn cổ phiếu theo tiêu chí đơn lẻ. Graham đã tiến hành một loạt các thử nghiệm sử dụng các tiêu chí đơn lẻ để xem xét liệu chúng có mang lại kết quả tốt hơn so với thị trường hay không.
Các tiêu chí này bao gồm hệ số giá trên lợi nhuận thấp, tỷ suất cổ tức cao, quy mô công ty lớn và sức mạnh tài chính. Các kết quả cho thấy một số tiêu chí như xếp hạng chất lượng cao và quy mô công ty lớn có thể mang lại lợi nhuận tốt hơn chỉ số S&P 500. Tuy nhiên, các cổ phiếu nhỏ và chất lượng thấp thường chịu sự sụt giảm lớn hơn trong các giai đoạn thị trường suy thoái và mất nhiều thời gian để hồi phục. Các tình huống đặc biệt. Graham mô tả các tình huống đặc biệt như sáp nhập, thâu tóm và thanh lý công ty. Đây là các cơ hội cho nhà đầu tư mạnh bạo, nhưng chúng yêu cầu sự am hiểu sâu sắc và khả năng đánh giá rủi ro tốt. Ông đưa ra các ví dụ cụ thể về những thương vụ sáp nhập và thanh lý đã mang lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tư khi được thực hiện một cách khôn ngoan. Tuy nhiên, những thương vụ không thành công cũng có thể dẫn đến thua lỗ. Thực hành chọn cổ phiếu. Graham khuyên các nhà đầu tư mạnh bạo nên bắt đầu bằng cách thực hiện lựa chọn cổ phiếu trong vòng 1 năm mà không sử dụng tiền thật, để học hỏi từ các sai lầm mà không chịu tổn thất tài chính. Ông đề xuất rằng các nhà đầu tư nên sử dụng các trang web hoặc công cụ để theo dõi danh mục đầu tư giả định và so sánh kết quả với chỉ số S&P sau một thời gian. Ông đề xuất rằng các nhà đầu tư nên sử dụng các trang web hoặc công cụ để theo dõi danh mục đầu tư giả định và so sánh kết quả với chỉ số S&P 500 sau 1 năm. Nếu kết quả không tốt, nhà đầu tư nên xem xét việc đầu tư vào các quỹ chỉ số thay vì tự mình chọn chứng khoán. Bằng cách kết hợp các phương pháp này và thực hành kỹ lưỡng, các nhà đầu tư mạnh bạo có thể tìm ra chiến lược phù hợp cho mình và tối ưu hóa lợi nhuận trong khi vẫn kiểm soát được rủi ro. Kết luận, chương 15 của nhà đầu tư thông minh tập trung vào chiến lược lựa chọn chứng khoán cho nhà đầu tư mạnh bạo, những người chấp nhận rủi ro cao hơn để đạt được lợi nhuận cao hơn thị trường. Benjamin Graham cảnh báo rằng việc tìm kiếm lợi nhuận vượt trội là cực kỳ khó khăn, ngay cả đối với các chuyên gia hàng đầu. Ông phân tích lý do tại sao thị trường đã phản ánh gần như mọi thông tin có sẵn, khiến việc dự đoán biến động trở nên khó khăn. Graham cũng đề xuất một số phương pháp lựa chọn cổ phiếu giá hời, nhấn mạnh sự thận trọng, kiên nhẫn và việc thực hành trước khi đầu tư thật. Mặc dù không dễ dàng, nhưng nhà đầu tư thông minh và cẩn trọng có thể tìm thấy cơ hội lợi nhuận bằng cách tuân theo những nguyên tắc mà ông đề xuất. Chương 16. Các phát hành chứng khoán chuyển đổi và chứng chỉ quyền mua cổ phiếu. Tầm quan trọng của chứng khoán chuyển đổi và chứng chỉ quyền mua cổ phiếu. Trái phiếu chuyển đổi và cổ phiếu ưu đãi có tầm quan trọng ngày càng lớn trong huy động vốn cao cấp. Bên cạnh đó, chứng chỉ quyền mua cổ phiếu, tức quyền mua cổ phiếu thường ở mức giá cố định, đã trở nên phổ biến hơn. Chứng chỉ quyền mua cổ phiếu được giao dịch rộng rãi tại các sàn chứng khoán như AMEX và New York. Ví dụ là phát hành của American Tell&Tell cho quyền mua 31.400.000 cổ phiếu ở mức $52 trên một cổ phiếu. Số lượng các phát hành chứng chỉ quyền mua cổ phiếu tăng lên, nhưng Graham cho rằng chúng là những đồ giả mạo theo nhiều nghĩa, ám chỉ rằng chúng có thể gây hiểu lầm về giá trị thực sự của cổ phiếu liên quan. Ưu điểm và nhược điểm của chứng khoán chuyển đổi. Chứng khoán chuyển đổi được cho là thuận lợi cho cả nhà đầu tư và công ty phát hành. Nhà đầu tư được bảo vệ bởi tính chất của trái phiếu hoặc cổ phiếu ưu đãi, đồng thời có cơ hội tham gia vào sự tăng giá của cổ phiếu thường. Trong khi đó, công ty có thể huy động vốn với lãi suất thấp hơn và có khả năng chuyển đổi nghĩa vụ ưu đãi thành cổ phiếu thường nếu hoạt động kinh doanh phát đạt. Tuy nhiên, để nhận được đặc quyền chuyển đổi, nhà đầu tư phải hy sinh chất lượng hoặc tỷ suất lợi nhuận. Cụ thể, nhà đầu tư sẽ nhận lãi suất thấp hơn so với trái phiếu không chuyển đổi. Ngược lại, công ty cũng phải từ bỏ một phần giá trị tương lai của cổ phiếu nếu phải chuyển đổi. Rủi ro và hạn chế của chứng khoán chuyển đổi. Trái phiếu chuyển đổi có xu hướng mang lại kết quả kém khả quan trong thời kỳ thị trường suy giảm. Điều này rõ ràng từ ví dụ lịch sử về các chứng khoán ưu đãi phát hành năm 1946 khi thị trường chứng khoán sụt giảm làm giảm giá trị các phát hành. Bảng 16.1 và 16.2 đưa ra dữ liệu về sự giảm giá mạnh của chứng khoán chuyển đổi so với chứng khoán không chuyển đổi trong những giai đoạn này. Trong giai đoạn thị trường tăng giá, chứng khoán chuyển đổi có thể tạm thời mang lại kết quả tốt, nhưng khi thị trường giảm sút, giá trị của chúng cũng giảm đáng kể, đặt dấu hỏi về sự an toàn của chúng. Điều này làm cho đặc quyền chuyển đổi trở nên kém hấp dẫn trong bối cảnh thị trường không ổn định. Phát hành chứng chỉ quyền mua. Phát hành chứng chỉ quyền mua cổ phiếu. Graham cảnh báo rằng sự phát triển của các chứng chỉ quyền mua cổ phiếu gần như là một hình thức lừa đảo, tạo ra giá trị tiền tệ giả tạo từ không có gì. Ông nhấn mạnh rằng chứng chỉ quyền mua nên bị pháp luật hạn chế vì chúng chỉ làm phức tạp tình hình tài chính của công ty mà không mang lại giá trị thực. Các chứng chỉ quyền mua cổ phiếu không mang lại lợi ích cho công ty trong việc huy động vốn dài hạn vì không có cách nào để công ty yêu cầu người nắm giữ chứng chỉ thực hiện quyền mua cổ phiếu trước thời điểm hết hạn. Thậm chí, trong trường hợp công ty muốn huy động vốn bổ sung, chứng chỉ quyền mua có thể làm phức tạp quá trình này khi yêu cầu điều chỉnh giá. Các vấn đề khi chuyển đổi từ trái phiếu sang cổ phiếu.
Graham đưa ra các ví dụ cụ thể về việc trái phiếu chuyển đổi có thể dẫn đến tình thế tiến thoái lưỡng nan cho nhà đầu tư. Khi cổ phiếu tăng giá, nhà đầu tư có thể không biết liệu nên bán trái phiếu để hưởng lợi hay tiếp tục giữ nó. Khi giữ lại, họ có thể rơi vào tình thế của một cổ đông đối mặt với rủi ro cổ phiếu giảm giá. Chương này cũng cảnh báo về vấn đề khi chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu. Graham đề cập rằng Wall Street có nguyên tắc đừng bao giờ chuyển đổi một trái phiếu chuyển đổi, vì sau khi chuyển đổi, nhà đầu tư đã mất đi sự an toàn của trái phiếu, chỉ còn cơ hội đầu tư vào giá cổ phiếu. Ông đưa ra ví dụ về trái phiếu của Eversharp Co. mà nhiều nhà đầu tư đã chuyển đổi quá sớm, dẫn đến thua lỗ khi thị trường chứng khoán sụt giảm sau đó. Kết luận, chương 16 của nhà đầu tư thông minh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thận trọng khi đầu tư vào chứng khoán chuyển đổi và chứng chỉ quyền mua cổ phiếu. Mặc dù các công cụ này có thể mang lại cơ hội lợi nhuận từ sự tăng giá cổ phiếu và giúp công ty huy động vốn với chi phí thấp hơn, chúng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt là trong thị trường suy giảm. Graham cho rằng không có một công cụ tài chính nào có thể đảm bảo lợi ích tối ưu cho cả nhà đầu tư và công ty phát hành, và nhà đầu tư thường phải từ bỏ một phần chất lượng hoặc lợi tức để có được đặc quyền chuyển đổi. Đặc biệt, ông cảnh báo rằng chứng chỉ quyền mua có thể gây ra giá trị giả tạo và nguy hiểm cho thị trường. Cuối cùng, Graham khuyến nghị các nhà đầu tư cần xem xét kỹ lưỡng trước khi quyết định tham gia vào các phát hành này và luôn phải cân nhắc lợi ích và rủi ro một cách toàn diện. Chương 17. Bốn bệnh án cực kỳ bổ ích. Chương 17 của quyển Nhà đầu tư thông minh của Benjamin Graham tập trung vào 4 trường hợp điển hình về những sai lầm cực đoan trên thị trường chứng khoán và trái phiếu. 1. Penn Central. Sự sụp đổ. Penn Central là công ty đường sắt lớn nhất nước Mỹ vào thời điểm đó, xét về tài sản và doanh số. Tuy nhiên, vào năm 1970, công ty đã phá sản, gây chấn động giới tài chính khi không thể trả các khoản trái phiếu đúng hạn. Giá cổ phiếu của công ty sụt giảm thảm hại từ mức cao nhất 86,5 đô la năm 1968 xuống còn 5,5 đô la vào năm 1970. Tín hiệu cảnh báo đã bị bỏ qua. Graham nhấn mạnh rằng nếu các nhà đầu tư và phân tích tài chính chỉ áp dụng những quy tắc phân tích cơ bản nhất, họ sẽ nhận ra sự yếu kém của Penn Central trước khi phá sản. Tuy nhiên, mức độ bù đắp chi phí lãi của Penn Central vào năm 1967 là 1,91 lần và năm 1968 là 1,98 lần, thấp hơn nhiều so với yêu cầu an toàn mà Graham đề xuất là 5 lần trước thuế. Vấn đề tài chính nghiêm trọng. Penn Central không đóng thuế thu nhập trong 11 năm liền, một dấu hiệu rõ ràng về sự yếu kém tài chính và các báo cáo lợi nhuận của công ty là không thực tế. Ngoài ra, các trái phiếu của Penn Central có thể dễ dàng được chuyển đổi sang các phát hành chứng khoán có độ an toàn cao hơn vào năm 1968 và 1969, nhưng nhiều nhà đầu tư vẫn không hành động. Bài học rút ra, Graham kết luận rằng sự phá sản của Penn Central có thể tránh được nếu các nhà phân tích chứng khoán và các nhà quản lý quỹ thực hiện công việc phân tích cẩn thận và không chỉ dựa vào giá thị trường. Thứ hai, Link Temco Vow Inc. LTV. Mở rộng không bền vững, LTV là một ví dụ về sự mở rộng đế chế doanh nghiệp một cách chóng mặt và không kiểm soát. Trong giai đoạn năm 1958 đến năm 1970, doanh số của công ty tăng từ 7 triệu đô la lên 2,8 tỷ đô la, nhưng đồng thời, khoản nợ của công ty cũng tăng từ 44 triệu đô la lên 1.865 triệu đô la. Kết quả là công ty phải chịu thua lỗ lớn vào năm 1969 và năm 1970. Vấn đề tài chính. Năm 1967, giá cổ phiếu của LTV đạt mức cao nhất là 169,5 đô la, nhưng chỉ trong vòng 3 năm, giá cổ phiếu đã giảm xuống chỉ còn 7,125 đô la. Khoản nợ lớn nhất của công ty vào năm 1969 là 1.869 triệu đô la, một con số nợ khổng lồ đối với một công ty công nghiệp, sự tham gia của các ngân hàng. Các ngân hàng thương mại đã cho LTV vay những khoản tiền khổng lồ, mặc dù các tiêu chí về tỷ lệ nợ và khả năng trả lãi không thỏa đáng. Graham cho rằng đây là một sai lầm lớn của các ngân hàng và trường hợp của LTV là một ví dụ điển hình để cảnh báo việc các ngân hàng không nên hỗ trợ các công ty mở rộng bấp bênh như vậy. Bài học. Các ngân hàng và nhà đầu tư cần thận trọng khi cấp vốn cho các công ty có dấu hiệu mở rộng không bền vững và không bị cuốn theo những đợt tăng trưởng ảo trên thị trường chứng khoán. Thứ ba, NVF Corp và Sarum Steel. Sự tiếp quản mất cân đối. NVF, một công ty nhỏ chuyên sản xuất sợi lưu hóa và nhựa, đã thâu tóm Sarum Steel, một công ty lớn hơn NVF gấp 7 lần. Điều này khiến NVF phải chịu khoản nợ lớn và tình hình tài chính của công ty trở nên cực kỳ yếu kém. Sau khi thâu tóm, NVF phát hành 102 triệu đô la trái phiếu và chứng quyền, dẫn đến việc nợ dài hạn của công ty lên đến 163 triệu đô la, trong khi vốn cổ phần chỉ 22 triệu đô la. Thủ thuật kế toán,
NVF sử dụng các thủ thuật kế toán để làm đẹp báo cáo tài chính, bao gồm việc ghi nhận chi phí nợ được hoãn lại và các chênh lệch vốn cổ đông vượt chi phí đầu tư. Điều này khiến vốn cổ đông thực sự của NVF bị giảm mạnh từ 17,4 triệu đô la xuống còn 2,2 triệu đô la. Giá trị thị trường bị thổi phồng. Các chứng quyền của NVF được định giá vượt quá giá trị thị trường của các cổ phiếu NVF đang lưu hành. Điều này cho thấy mức độ phi lý trong định giá chứng khoán của NVF sau thương vụ thâu tóm Sharon Steel. Bài học, việc thâu tóm các công ty lớn hơn mà không có sự chuẩn bị tài chính vững vàng sẽ dẫn đến các khoản nợ khổng lồ và sự bất ổn tài chính. Nhà đầu tư nên thận trọng khi đối mặt với những thương vụ thâu tóm quá mức. Thứ tư, AAA Enterprise, huy động vốn từ IPO vô giá trị. AAA Enterprise là một ví dụ về việc phát hành cổ phiếu công khai lần đầu IPO của một công ty nhỏ dựa trên những giá trị ảo. Công ty này chỉ dựa vào cụm từ nhượng quyền thương mại mà không có cơ sở tài chính thực sự. AAA đã thu hồi được 2,4 triệu đô la từ việc phát hành cổ phiếu vào năm 1969 và giá cổ phiếu đã tăng gấp đôi ngay sau khi niêm yết, mặc dù giá trị thực của công ty không hề tăng. Thua lỗ nhanh chóng, chỉ trong vòng 2 năm sau khi niêm yết, AAA Enterprise đã phá sản. Công ty lỗ 4.365 triệu đô la chỉ trong năm 1969, khiến gần như toàn bộ vốn của công ty bị tiêu hủy. Đến cuối năm 1969, cổ phiếu vẫn được giao dịch ở mức giá 8.125 đô la, mặc dù công ty gần như đã phá sản. Sự thiếu trách nhiệm của các nhà môi giới. Graham đặt câu hỏi về vai trò của các nhà môi giới và ngân hàng đầu tư trong việc chào bán cổ phiếu của các công ty không có giá trị thực. Ông cho rằng các nhà môi giới đã lơ là trách nhiệm của mình và cần có sự kiểm soát chặt chẽ hơn từ các cơ quan điều tiết. Bài học, nhà đầu tư cần cẩn trọng với các phát hành chứng khoán nóng, đặc biệt là những công ty không có cơ sở tài chính thực tế. Các cơ quan quản lý cần có thêm quyền hạn để bảo vệ nhà đầu tư khỏi các vụ phát hành chứng khoán thiếu giá trị. Kết luận, chương 17 của nhà đầu tư thông minh cung cấp những cảnh báo sâu sắc về rủi ro và sai lầm trong đầu tư qua 4 trường hợp nổi bật tại Phố Wall, từ sự sụp đổ của Penn Central do bỏ qua các tín hiệu tài chính rõ ràng đến sự mở rộng quá mức và không bền vững của Link, Temco, Wolfe, hay việc NVF thâu tóm một công ty lớn hơn nhiều lần và kết quả là nợ nần chồng chất. Cuối cùng là AAA Enterprise huy động vốn từ IPO dựa trên giá trị ảo. Mỗi trường hợp đều minh họa các thái cực trong cách vận hành và rủi ro đầu tư. Graham nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phân tích tài chính cẩn thận, đồng thời khuyến cáo nhà đầu tư, tổ chức tài chính và nhà quản lý cần cẩn trọng trước những biến động và cạm bẫy của thị trường. Hy vọng rằng video này đã mang đến cho anh chị những kiến thức sâu sắc hơn về thị trường tài chính và chứng khoán. Nếu anh chị thấy video có ích, hãy chia sẻ để lan tỏa kiến thức đầu tư tới nhiều người và đừng quên để lại một like, đăng ký kênh để AZFIN có động lực làm thêm những video hữu ích gửi đến quý anh chị nhà đầu tư. AZFIN mong rằng series đọc sách cùng AZFIN sẽ mang đến cho các anh chị những thông tin hữu ích và giúp anh chị lựa chọn được những quyển sách phù hợp để nâng cao kiến thức và kỹ năng đầu tư của bản thân. Nếu anh chị có hứng thú với quyển sách này, hãy tìm đọc sách để có những trải nghiệm tốt hơn và ủng hộ tác giả. Cảm ơn anh chị đã nghe hết video. Chúc anh chị vững bước trên con đường đầu tư và tự do tài chính. Xin chào và hẹn gặp lại.